tiết lộ nguyên nhân cán bộ say xỉn lột quần áo chửi bới nơi công cộng. Chập điện một quán cà phê ở khu du lịch Tam Đảo bốc cháy trong đêm. Trao bằng tổ chức ghi công cho chiến sĩ hy sinh khi chặn xe chở ma túy. Trung tâm đăng kiểm vắng vẻ, hệ thống mạng đăng kiểm dần ổn định. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Lao Động. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật trong những giờ qua. Quý vị quan tâm xin đừng rời màn hình. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc một cán bộ say xỉn lột quần áo rồi chửi bới nơi công cộng, mới đây, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã lên tiếng thông tin về nguyên nhân vụ việc. Ngày 7 tháng 6, ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, với sự việc cán bộ có hành động phản cảm nơi công cộng, sáng ngày 3 tháng 6, lãnh đạo cơ quan tiến hành họp để đánh giá sự việc. Trước đó, ngày 5 tháng 6, nơi cán bộ vi phạm làm việc cũng tiến hành họp kiểm điểm. Theo đó, ông TBT, cán bộ có hành vi thiếu chuẩn mực, đã nhận thức được việc làm của mình, nghiêm túc kiểm điểm, nhận trách nhiệm và hình thức kỷ luật. Cụ thể, trước khi xảy ra sự việc, cán bộ này tiếp khách nên say xỉn, có người nhà tới đón về. Ngày 31 tháng 5, tuy nhiên khi lên taxi, một người đã sử dụng điện thoại chụp ảnh khiến ông T nổi nóng. Sau đó, hai bên có lời nói qua lại và vị cán bộ đã quá say nên có những hành vi phản cảm. Ông Tiến cho biết, sau khi có tờ trình từ nơi cán bộ công tác, cơ quan thành lập hội đồng kỷ luật, quy trình xử lý đang được tiến hành theo đúng quy định. Cán bộ dù ở đâu cũng phải giữ tác phong của mình, hành vi như cán bộ T chắc chắn phải có hình thức kỷ luật. Tuy nhiên, ông T là cán bộ có nhiều cố gắng trong công việc. Chúng tôi sẽ tiến hành họp, đánh giá và có hình thức kỷ luật theo đúng quy định. Nhưng tinh thần xử lý cũng làm sao để người ta có điều kiện khắc phục, phấn đấu vươn lên. Trước đó, trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh một người đàn ông có dấu hiệu say xỉn kèm hành động phản cảm tại nơi công cộng. Sự việc được xác định xảy ra khoảng 22 giờ tối ngày 31 tháng 5 tại khu vực bến thuyền du lịch Tòa Khâm, đường Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố Huế. Thưa quý vị, từ đầu mùa hè đến nay, trên cả nước đã ghi nhận rất nhiều vụ hỏa hoạn gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu là do chập cháy điện gây nên. Mới đây, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một quán cà phê ở khu du lịch Tam Đảo. Qua bước đầu khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân gây hỏa hoạn là do chập cháy điện. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 22 giờ tối qua, ngày 6 tháng 6 tại quán cà phê Khánh Huyền, tổ dân phố 1 thị trấn Tam Đảo. Đây là địa điểm gần nhà thờ Tam Đảo, nơi có đông du khách đến chơi và ngắm cảnh Tam Đảo về đêm. Theo báo cáo nhanh, vụ cháy bắt nguồn từ tầng 2 của quán cà phê Khánh Huyền do bà Nguyễn Thị Luyến làm chủ. Sau khi nhận được thông tin về vụ hỏa hoạn, lực lượng chức năng và người dân đã được huy động để tiến hành khống chế và dập lửa. Sau hơn 30 phút, khoảng 22 giờ 35 phút cùng ngày, vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng thị trấn Tam Đảo cho biết, làm việc với cơ quan chức năng, bà Nguyễn Thị Luyến, chủ cửa hàng cà phê Khánh Huyền cho biết, nguyên nhân cháy có thể do chập điện tại tầng 2, sau đó ngọn lửa bùng phát dữ dội. Hiện gia đình bà Luyến đã xin ký cam kết về an toàn phòng cháy chữa cháy với cơ sở kinh doanh dịch vụ và xin tự khắc phục hậu quả. Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, mâu thuẫn tình cảm vẫn luôn là nguyên nhân của nhiều vụ việc đau lòng. Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị đang điều tra làm rõ vụ việc một người thiệt mạng, một người bị thương liên quan đến ghen tuồng xảy ra tại khu phố 2, phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Người tử vong được cho là đã làm chuyện dại dột là anh VBP, sinh năm 1984. Người bị tấn công dẫn đến bị thương nặng là anh DTB, sinh năm 1979. Người phụ nữ liên quan trong vụ việc là chị NTN. Theo điều tra ban đầu xác định, VBP và chị NTN từng có quan hệ vợ chồng và có hai con nhưng đã ly hôn. Thời gian gần đây, chị N có quan hệ tình cảm với anh DTB. Tối ngày 5 tháng 6, anh B đến nhà chị N chơi và ngủ lại. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 6 tháng 6, đối tượng VBP treo từ nóc nhà vào tấn công anh B, khiến nạn nhân nằm bất động. Sau đó, đối tượng P khống chế chị N tại nhà, không cho ra ngoài, yêu cầu nếu la lên sẽ đâm. Khoảng 5 giờ sáng ngày 6 tháng 6, đối tượng VBP làm điều dại dột. Chị N đã thoát được ra ngoài và báo với người nhà. Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc xe ô tô chở ma túy tông tử vong một chiến sĩ công an và hai người dân, mới đây Công an tỉnh Long An đã tổ chức buổi lễ trao bằng tổ chức ghi công cho liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào, đồng thời cũng phát động trong toàn lực lượng học tập tấm gương của liệt sĩ Hào, tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 7 tháng 6, Công an tỉnh Long An phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào tại nhà riêng ở xã Lộc Giang. Dự lễ có đại diện Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Long An, các ngành địa phương và đông đảo đồng chí đồng đội, thân nhân liệt sĩ. Tại buổi lễ, đại diện Công an tỉnh Long An đã đọc quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Huỳnh Văn Sơn đã trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ. Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An xúc động cho biết, ngày 22 tháng 5 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 543 QĐ-TTG về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào. Công an tỉnh xin chia sẻ những mất mát, đau thương không gì bù đắp được đối với thân nhân gia đình liệt sĩ, mong gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Công an tỉnh Long An đã phát động trong toàn lực lượng học tập tấm gương của liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Như tin đã đưa vào chiều ngày 21 tháng 4, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ chốt chặn trên đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 49C29601 lưu thông với tốc độ nhanh về hướng thành phố Hồ Chí Minh có nhiều biểu hiện nghi vấn. Cảnh sát giao thông thuộc Công an huyện Đức Hòa đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, tuy nhiên tài xế không chấp hành mà đâm thẳng vào lực lượng chức năng để bỏ chạy. Sau đó, xe ô tô tiếp tục đâm vào một số phương tiện giao thông lưu thông trên đường rồi lật nghiêng. Vụ việc đã làm thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, công tác tại đội cảnh sát giao thông, Công an huyện Đức Hòa và hai người dân là Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn, sinh năm 1994, trú tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Phan Thị Kim Thanh, sinh năm 1973, trú tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu. Bộ Công an quyết định truy thăng cấp hàm từ thiếu tá lên trung tá đối với thiếu tá Nguyễn Xuân Hào. Liên quan đến sự việc, lực lượng chức năng tỉnh Long An đã khống chế, bắt giữ tại chỗ hai đối tượng, kiểm tra phương tiện, phát hiện và thu giữ 5kg chất nghi ma túy đá, 4 bánh nghi heroin. Qua làm việc, lực lượng chức năng tiếp tục khám xét địa điểm liên quan đến địa bàn huyện Đức Hòa, tạm giữ thêm 3 đối tượng khác, thu giữ thêm 1kg chất nghi ma túy đá và 14kg bánh nghi heroin. Xin được chuyển sang những tin tức tiếp theo. Thưa quý vị, sau khi thông tư mới của Bộ Giao thông Vận tải về việc tự động gia hạn đăng kiểm chính thức được áp dụng, những bất cập trong vấn đề đăng kiểm đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Các trung tâm không còn cảnh xếp hàng dài chờ đợi đăng kiểm và hệ thống mạng đăng kiểm cũng dần trở nên ổn định hơn. Ông Trần Quốc Hoan, lãnh đạo phụ trách Trung tâm Đăng kiểm 2903V Hà Nội cho biết, từ khi thông tư số 08/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 16/2021/TT-BGTVT vào ngày 12 tháng 8 năm 2021, quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, thông tư 08 có hiệu lực, lượng người đến Trung tâm Đăng kiểm đã vơi đi nhiều. Theo ông Hoan, từ đầu giờ sáng đến nay chỉ có 20 xe đến đăng kiểm, nếu tính cả ngày 6 tháng 6 có khoảng 110 xe. Trong khi đó, thì trung tâm 2903V có 10 đăng kiểm viên với 2 dây chuyền có thể phục vụ hơn 180 xe một ngày. Vị lãnh đạo cho biết, cứ tình trạng hoạt động như thế này thì khả năng cao trung tâm sẽ thua lỗ. Do đó, bên cạnh sự ủng hộ chủ trương mới, tôi cũng mong muốn những xe không thuộc diện tự động gia hạn đăng kiểm nên đến trung tâm đăng kiểm để kiểm định đúng thời hạn. Không chỉ các trung tâm trong nội thành, các trung tâm đăng kiểm ven Hà Nội cũng trong tình trạng neo người. Bên cạnh đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng thông tin hiện hệ thống tra cứu gia hạn kiểm định đã hoạt động bình thường, không còn tình trạng tắc nghẽn. Cụ thể, trong ngày hôm nay, trung bình số lượng người truy cập vào web của Cục Đăng kiểm Việt Nam cùng thời điểm khoảng 30.000 lượt, cao điểm nhất lên đến 250.000 lượt. Theo thống kê, từ ngày 3 tháng 6 đến nay đã có khoảng 8 triệu lượt truy cập nhằm tra cứu gia hạn kiểm định xe ô tô không kinh doanh vận tải. Trước đó, trong những ngày đầu, lượng người truy cập cùng thời điểm đã có lúc lên đến 1 triệu lượt. Do đó, để tránh tình trạng tắc nghẽn quay trở lại, Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo chủ xe vào trực tiếp trang web để thực hiện tra cứu và in giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận và tem kiểm định.
Đơn vị cũng khuyến nghị chủ xe chỉ nên tra cứu những xe thuộc đối tượng được tự động giãn chu kỳ kiểm định, bao gồm xe ô tô con không kinh doanh vận tải được kiểm định trước ngày 22 tháng 3 năm 2023, được cấp giấy chứng nhận kiểm định có thời hạn nằm trong khoảng mùng 3 tháng 6 đến 30 tháng 6 năm 2024 và thời gian tính từ năm sản xuất đến năm kiểm định nằm trong khoảng 0 đến 7 năm hoặc 13 đến 20 năm. Mặt khác, hệ thống phần mềm quản lý cập nhật dần theo thứ tự ưu tiên các xe đến hạn kiểm định. Chính vì vậy, chủ xe cần bình tĩnh, chỉ nên tra cứu khi phương tiện gần hết hạn kiểm định. Thưa quý vị, không thể phủ nhận, những khu nhà tập thể có bề dày lịch sử hàng chục năm tuổi là nét đẹp không thể thiếu của thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, những căn nhà này lại đang ẩn chứa nhiều nguy hiểm tiềm ẩn bởi tình trạng xuống cấp, sập sệ. Nhiều năm qua, cư dân sống tại khu nhà A7, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội phải luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ vì nhiều vị trí trong khu nhà nứt nẻ, xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Đã gần 20 năm nay, hàng chục hộ dân sống tại khu nhà A7, tập thể Tân Mai, phố Nguyễn Chính, phường Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ vì nhiều vị trí trong khu nhà bị xuống cấp nghiêm trọng. Theo phản ánh của người dân, tình trạng xuống cấp đã kéo dài từ năm này qua năm khác. Ghi nhận tại vị trí cầu thang, mặc dù đã được chính quyền địa phương chống đỡ bằng các khung sắt lớn từ tầng 1 đến tầng 5, thế nhưng những vết nứt trên tường vẫn ngày một lớn, nhiều nơi chỉ còn lại những lõi sắt đã bị rỉ sét. Tình trạng lún nứt chỉ cần quan sát bằng mắt thường cũng cho thấy sự nguy hiểm, mất an toàn cho cư dân đang sinh sống tại đây. Cái nhà này ở được khoảng hơn 20 năm thì đấy, tầm đấy thì bắt đầu tình trạng nó lún lứt các cái cầu thang này này. Mới đầu thì nó lứt nhỏ thôi, xong bắt đầu về sau nó lứt to đến mức là mưa gió nó dột rồi khe hở các thứ. Nó cứ càng ngày nó càng há to ra, nó thì sợ là buổi đêm ngủ lên rồi mưa gió cái thứ nó sập phát thì nói chung là teo hết thì lo nhưng mà nó chả biết nó chuyển đi đâu. Nói chung là thấy nhiều vụ sập nhà rồi là cũng kinh đấy chứ mà chả biết làm nào. Trước thực trạng này, người dân đã nhiều lần kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tình trạng xuống cấp của khu nhà A7 vẫn chưa được khắc phục. Cái dự án ấy nó cũng có lâu lắm rồi, nhưng mà cũng làm cũng nhiều đoàn đến các thứ để khảo sát các thứ ấy, nhưng mà cũng như là vẫn đâu vào đấy hết. Xuống cấp bao nhiêu năm nay rồi là vẫn thấy bọn chị sống ở đây nói chung là cứ lo lấm lớp ấy. Tình trạng nó vẫn như thế mà mình tiền thì mình chả có, mình chuyển đi thì cũng phải chấp nhận như thế thôi. Thì sợ thì là vẫn phải sợ, vẫn lo. Trời mưa, trời gió, những cái hôm mà mưa bão, nó gió, nó giật đùng đùng ấy. Được biết, vào tháng 10 năm 2011, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị làm chủ đầu tư, nghiên cứu và lập quy hoạch cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Tân Mai, gồm 7 khối nhà thành 2 khu chung cư CT1 và CT2. Dự án có tổng diện tích trên 13.000 m². Tuy nhiên đến nay, toàn bộ dự án vẫn chưa được triển khai. Nhân dân hiện nay vẫn đang chờ vào cái sự quan tâm của các cấp chính quyền. Nhưng hiện tại mà nói thì vẫn chưa giải quyết được vấn đề gì. Rất nguy hiểm bởi vì luôn luôn đe dọa mà nguy tức là cái nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào. Thế cho nên người dân ở đây thì thôi, do cái hoàn cảnh kinh tế nó không có thì đành phải chấp nhận sống chung với lũ thôi. Có nghĩa là cũng không biết làm thế nào được. Bởi vì người dân ta bất khả kháng, ta làm đây mới đây ngày 12 tháng 5 đây này, toàn bộ cộng đồng dân cư ở đây đã lập cái văn bản để và cùng với ủy ban nhân phường gửi các cơ quan chức năng từ quận đến thành phố. Nhưng hiện nay là mới gửi hôm 12 tháng 5 và cho đến ngày hôm nay là mùng 6 tháng 6 rồi. Nhưng mà hiện tại thì có lẽ là cũng các cấp còn phải đang nghiên cứu, chưa có cái phản hồi gì cả. Sống với nỗi lo sợ năm này qua năm khác, nhiều hộ dân ở khu nhà A7 chỉ mong mỏi được các cấp chính quyền, đơn vị liên quan sớm triển khai xây dựng lại tòa nhà để đảm bảo được cuộc sống. Cuối bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết tại các khu vực trên cả nước. Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Bắc Bộ sau vài ngày nhiệt độ giảm sâu, thời tiết mát mẻ, thì đến ngày 8 tháng 6 những cơn mưa sẽ thưa thớt dần, chủ yếu tập trung vào chiều tối, ban ngày vẫn duy trì tình trạng nắng nóng cục bộ. Tại các tỉnh Nam Bộ, mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi, sau đây là bảng nhiệt độ chi tiết. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ.
Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ và có nơi trên 32 độ. Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Báo Lao Động để cập nhật những tin tức mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.